nổi hạt. Bất ngờ đã đến luôn cả nhà ơi. Coi nè, một đống luôn, một cục luôn, quá sướng luôn. Đó. Rồi, xin chào gia đình nha. Thì gia đình ơi, cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á, lời nói đầu tiên thì kính chúc gia đình một ngày được dồi dào sức khỏe và làm ăn được thành đạt nhiều nha gia đình. Thì gia đình ơi, ngày hôm nay kênh Săn Bắt Vĩnh Long lại tiếp tục đi thăm bẫy nữa nha. Đó, thì ngày hôm nay thì đi thăm bẫy có một mình gia đình này, cũng hơi buồn, cái gì nó bệnh nữa gia đình này. Đó, cho gia đình xem buồn chuối luôn nha. Nó thấy ghê không. Đó, chuối dừa rồi tùm lum chân với gia đình. Rồi cho gia đình xem lúa chuột luôn nha. Ngày hôm nay đi có một mình cũng buồn quá gia đình này. Bữa nay thăm cũng ít bẫy nha gia đình. Hôm nay thăm mình đem có 10 con chuột nha gia đình. Đó, gia đình thấy không. Đó, chạy long nhông trong đó. Có 10 con chuột à. Đây, đây lúa gia đình này. Đó. Còn túi lưới thì cũng thường ngày nha gia đình. Đó. Rồi để nha. Mình xuống mình thăm cái đầu tiên luôn nha gia đình. Cũng mới vừa tới nè. Ngày hôm nay đi thì cũng hơi bất tiện. Có một mình đó. Nó cũng hơi lu bu. Mong gia đình cũng thông cảm cái phần đó nha. Tại bởi vì nó bệnh rồi gia đình này. Cũng không biết làm sao. Sáng bé Di nó chạy xuống rước nó gia đình à, nó bệnh nè. Rồi để một mình thì mình đi mình nha gia đình. Rồi xuống thăm cái đầu tiên ở đây luôn gia đình nè. Thăm cái đầu tiên luôn coi sao. Có cái sự may mắn gì không. May mắn thì ngày hôm nay cũng trong là có may mắn. Có hàng này cho gia đình xem đâu nha. Đây nè gia đình các bạn nè. Con chuột nha không, nó chú chuột, chuột không phải chợ dính dính gia đình ơi, dính, cha có lý nha, cái đầu tiên hai lạng gia đình ơi, quá im rồi, hai lạng, kệ có dính là được cái gia đình này, không cần thiết bự hay nhỏ, có dính là để cho gia đình xem. Khui hàng ra coi. Khui hàng. Wow. Im nha. Im rồi gia đình ơi. Không có lý nha. Cái đầu tiên có hàng là gì im. Mong là được như vậy nha. Để bắt ra luôn cả nhà ơi. Ừ, gia đình ơi, có một anh á, ảnh bình luận cho mình à, vậy thì lúc trước á, mình cũng kêu cả nhà không à đó, thì sau này mình kêu gia đình đó à, anh kia anh bình luận á, bạn nên kêu quá gia đình của cả nhà hoặc là tôi xưng tôi á gia đình đó, thì không có mình kêu vậy thì không được, mình xưng một là cả nhà, hai gia đình thôi cả nhà ấy. Chứ mình không có kêu xưng tôi được, không kêu vậy nghe nó kỳ lắm, mình không có xưng tôi được nha gia đình. Thì bây giờ một thì mình kêu cả nhà, hai là mình kêu gia đình thôi. Đây cả nhà ơi, con đầu tiên hai lạng nha, nó thấy cũng im rồi đó. Thôi để bỏ vô cả nhà ơi, xe tới luôn. Rồi để mình xử lý cái lợp này rồi đi cái tiếp theo nữa cả nhà ơi. Rồi dài vô thăm lợp luôn gia đình ơi. Lúa này bỏ xe đó kìa gia đình à, bỏ xe đó nè. Đi vô thăm cái lợp luôn. Tăng 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 tăng. Có em nào khủng khủng không? Có khủng khủng cho gia đình xem đâu. Đái gì mày? Cô đái gì? Ôi chết nữa gia đình ơi. À, vô hỗn hành gia đình ơi. Hỗn hành bự nghe, có lý nghe. Hỗn hành.
của gia đình đây. Con này chắc cỡ 4 lạng à. Vô gia đình đây. 4 lạng. Ngon à. Lấy đồ nghề xuống. Quá im gia đình này. Quá im à. Ui. Con chuột luôn nè, bữa hổm chuột nhỏ gia đình bỏ hang chuột vô luôn. Ai đập méo xẻo cái lọt luôn gia đình. Gia đình đây. Đây 4 lạng nha gia đình. Im rồi đó. Có tương lai nha gia đình. Hai em rồi nha. Quá đã, quá đã, quá đã. Để bỏ vô cái gia đình này. Đây. Hai em gia đình đây. Quá sướng rồi nha. Để xử lý đi cái tiếp theo nữa nghe cả nhà. Rồi gia đình đây, đi dài qua 7 luôn nha gia đình. Quá trời cỏ. Cỏ cắt, ba cỏ. Cỏ dồi cắt quá trời gia đình ơi. Tới cái 7 này luôn, cái 6. Hồi hộp. Họ thì đã tới cái bẫy mà không biết có dính gì không đây. Tới cái bẫy luôn gia đình ơi. Dưới đây nè. Không biết có dính hay không nha. Cứt có đá gì không. Rồi không có cứt kìa gia đình ơi. Trong biển này. Nguyên chú chuột luôn. Còn nguyên con chuột luôn. Ăn hết lúa luôn. Bỏ lúa vô và đặt lại. Rồi bắt đầu đi cái tiếp theo nữa nha gia đình. Rồi vô cái bẫy nữa gia đình. Thầm cái bẫy nữa kìa. Bẫy lúa nữa gia đình. Mấy anh bển bắt cá là quá trời bển luôn gia đình này. Ok. Nhóc bánh chân luôn người gia đình thấy không? Nó lừ cái chân bánh luôn. 6-7 người bánh. 5-6 người chứ. Bắt cá lip cam á gia đình. Xuống thăm cái bẫy luôn gia đình. Thôi xem sao. Có con vị không đây. Có con rắn đi người ơi. Dẹp ra đây. Lộn bông thang luôn. Cái lộn bông thang luôn. Dính hành nữa gia đình ơi, quá đã rồi, dính hành nữa nghe. Rồi. Nhỏ gia đình ơi. Đó. Cũng được được nè gia đình ơi. Nào ông la quá trời vậy. Nói có nhỏ gia đình thông cảm nha. Tại mấy ảnh nó bảnh quá trời gia đình. Bắt còn ngắn ra. Hàng này không biết thằng hay. Bị lớn này. Hàng bị lớn nha. Để dựng cái camera lại cái nghe gia đình.
cho nó chững chững lại một cái. Đó. Bắt đầu khui hàng ra nghe. Khui hàng. Trời ơi, cái này ba lạng nữa, gia đình ơi, ba lạng mấy luôn nè. Gia đình thấy không? Nó quá. Rồi quá sướng rồi. Quá sướng rồi gia đình ơi. Ngày hôm nay có dính vậy là sướng dữ lắm rồi đó. Nó ỉa nè gia đình, gia đình thấy không? Nó ỉa nè. Ra cậy. Ra cậy chú. Ra nó ta. Ra cái cây. Trời ơi, này gia đình ơi. Bốn lạng luôn gia đình ơi. Nè, bốn lạng luôn. Quá trời sướng nha. Đây gia đình ơi. Bốn lạng luôn nha gia đình. Còn cái mình đó nè, chà bá luôn nè, thấy đã không? Đó, bốn lạng ngay gia đình. Bỏ gắn vô gia đình này. Cả nhà ơi, cứ lộn hoài quen gia đình này. Quá sướng không? Quá sướng chứ. Này, bỏ vô, bỏ vô. Gia đình thấy không? Cả nhà thấy không? Im ở đó nghe. Rồi giờ để xử lý đi cái tiếp theo nữa. Cả nhà ơi. Gia đình ơi, lại vô đây có hai cái gia đình. Lại mình thăm cái lọp khổng lồ, cái lọp khổng lồ bự mình thả hai chuột vô nha, phải hai bịch lúa. Mình không dám quay trên đường trên gia đình. Cả nhà. Mình không dám quay lên cảnh ở trên nha. Sợ phát hiện gia đình ơi. Tại chỗ này quá quen. Nên mình không dám quay lên trên nha. Quay dưới đất không. Tới cái lợp luôn cả nhà ơi. Tới cái lợp luôn nè. Tới cái lợp luôn. Trời ơi, gì mà nặng dữ thận trời. Lợp cổng lồ không gia đình. Cả nhà. Cái lợp là 8 u vuông dài 80 nha. Gì đâu mà nặng dữ vậy trời. Trời ơi, chính nhà đình ơi. Nè. Nè gia đình thấy không? Nè một cục nè. Quá. Ôi, gắn với lột luôn, sắp lột luôn. Quá sướng không nè. Để đi lại qua bản, qua bên cái đằng chỗ xe. Quá trời sướng luôn, hai chú chuột còn nguyên luôn hay gì. Hai chú chuột bự quá. Để mình dựng cái cây lên cái ngang cả nhà. Dựng cái cây lên nặng cho cả nhà gì xem và mình dễ bắt gắn. Cột bằng kẽm luôn á. Mấy con chuột này phá quá. Đâu rồi cái mối rồi. Là 8 vuông ngang cả nhà. Khu hàng. Trời ơi, con gắn cỡ 5 lạng cả nhà ơi. Con chuột nó bự rồi nè, nó quất hết con rồi. Nó. Nó quất hết con rồi, còn con nó quất không nổi. Cắn banh gắn chân thả ngang chuột này luôn cả nhà. Vô đây hai cái lận ngang cả nhà. Vô đây hai cái lợp lận cái khổng lồ này với cái nhỏ đẳng á. Thả chuột này luôn. Ồ vô cái nè. Sắp lọt luôn nè cả nhà.
bốn lạng nha, bốn lạng cái trên luôn nè, chuột nó quất cái nè, banh hết trơn luôn nè, cả nhà thấy không, chuột nó quất không còn giống gì hết trơn luôn nè, đầu cổ mình mẩy gì cả nè. Ồ, sướng hồn, sướng sướng quá đi chứ, nó trời ơi, ỉa luôn, địch luôn. Rồi giờ để anh bỏ vô rồi đi lần thắng thăm cái nữa nha cả nhà, ở trong đây có hai cái. Rồi giờ cả nhà ơi, bây giờ chạy lại thăm cái bẫy nữa nha, mới dính gắn đã quá giờ cả nhà. Tới cái bẫy luôn, lấy bịch lúa cái coi có hàng không, coi coi có hàng không, đừng nói tụm em nữa nghe, đâu ta, ở đây phải không, ở đây nè, gọn cái chút đá ra như vậy. Nguyên chuột luôn, còn nguyên chú chuột thừ lừ ở trong luôn nè, nó bỏ lúa vô cả nhà rồi để đặt lại rồi đi tiếp tục nữa nha. Rồi gia đình ấy, tới cái lọp nữa gia đình ấy. Đây lúa đây, thăm cái lọp có con bì không đây, anh mẹ cực đái gì hôm nay. Đây chân gốc dừa luôn gia đình ơi, đây nè có gì không ấy, trời ơi nặng dữ lắm rồi gia đình ơi, không biết con gì, 1, 2, 3 khui, trời ơi con hổ ngựa gia đình ơi, con hổ ngựa khủng hoảng luôn, coi nè quá cỡ thơ mộc rồi. Vô khoảng ngũ hành nó đã khui hàng ra cho cả nhà xem ha, hàng nóng rồi, chúng hàng nóng rồi, nóng rồi, nóng hổi luôn, chúng hàng nóng hổi luôn, trời ơi hai con một cặp luôn, trời ơi một cặp luôn cả nhà ơi, coi nè một cái đầu nè cả nhà thấy không, trên đây cái đầu nè, ngồi xe vô tới luôn, để nãy lại cái nha cả nhà, cho con nhóc nó chạy xe qua cái, từ từ con, từ từ đụng cả, quá cỡ rồi cả nhà ơi, hai cặp luôn, hèn chi nhìn cái gì đâu mà hai màu nè cả nhà thấy không, hai màu thấy không nè, một màu đen đen nè với một màu vàng vàng nè. Trời ơi, xe vô nữa, xe nữa cả nhà ơi, một chiếc xe tới nữa kìa, có chân đụng ngang quá. Thông cảm em cái đi, đó chiếc Maserati gì đó, chiếc tản thần không cả nhà. Thôi bây giờ mình lại mình lấy cái vỏ đi, mình bắt ơi, xe vô nữa hay vậy, cái này là mình chơi cái chiêu này mới được cả nhà ơi, đây nè, đây nè đó, giờ mình chưa chơi cái chiêu chim hôm mới được, mình cho nó vô luôn chứ mình bắt cái kiểu kia không được nha cả nhà, một con thì mình bắt được, sợ hai con mình bắt cái nó chạy á. Quá cỡ rồi, quá cỡ thơ mộc rồi, quay camera qua nó cặp luôn, cái đầu hàng dữ, tính đầu vô một cặp luôn, ủa tính đầu vô một em mà nó nặng
khủng khiếp như vậy. Bạn nhóc tới nữa, nhóc tới nữa. Qua đi con, qua đi. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Quá trời xe cả nhà ơi. Thông cảm nha cả nhà. Mình bắt gắn mà ngay chân cái bờ đi luôn á. Chặn cái đường ta đi. Khì quá trời. Khì. Hai chú. Hai chú. Dâu. Một cặp luôn nè. Quá trời sướng rồi. Ra cả nhà ơi. Cái này quằn tay rồi nha. Đó. Rồi, để đi thăm tiếp tục nữa cho cả nhà. Rồi cả nhà. Bây giờ cũng còn có hai cái nữa nha. Còn có hai cái bẫy cuối cùng luôn. Coi thử xem sao. Nó có thành tích gì nữa không đây? Nó có sao tạo sự cái bất ngờ gì nữa không đây? Lầu ra luôn kìa. Cái nhà. Thấy không? Xanh xanh đó. Có tạo sự bất ngờ nha. Rồi bất ngờ nữa gia đình đây. Cả nhà ơi. Bất ngờ nữa thiệt luôn rồi. Quá, quá đã, quá đã. Bỏ đó đi lại lấy cái giỏ cái cả nhà ơi. Đã đến. Nó. Bất ngờ đã đến rồi. Khui. Khui hàng. Khui hàng. Bất ngờ đã đến luôn cả nhà ơi. Coi nè, một đống luôn. Một cục luôn. Quá sướng luôn. Nó. Đây, đây nè, cả nhà ơi, mập mềm luôn cả nhà ơi. Ui ôi, bất ngờ nha. Đó. Ôi, con này sáu lạng luôn, sáu lạng luôn. Đã quá. Để bỏ vô cái cả nhà. Vô túi rồi nè cả nhà. Đó. Rồi á, mình lên thăm cái kia luôn ngang cả nhà. Bỏ cái này đây đi, lại thăm cái ăn nẵng luôn. Lúc nẵng rồi mình lại, nếu mà dính thì lại đây bắt luôn. Còn không dính thì mình lại xử lý cái này ngang cả nhà. Trời ơi,
trong lỏng trong lơ nè. Nặng nữa rồi cả nhà ơi, nặng nữa rồi. Trời ơi, con hổ ngữ sự bất ngờ luôn, hai cái tạo sự bất ngờ luôn. Đây nè, đó nè, chút nó ỉa nè, cả nhà con gắn hổ hành nãy á, ỉa nè, nó tới mổ vỏ ăn cái bụng trong bóc luôn kìa, đó nó ỉa đó, còn để bắt ra luôn cả nhà, quá sướng à, bữa nay trúng mánh nè, trúng mánh nè, vô rồi, vô em hổ háng. Ừ, nó ỉa bẹt. Đây nó hóa 4 lạng luôn 5 lạng luôn. Rồi lật camera rồi cả nhà ơi. Lật camera rồi. Nè. Đó. Bỏ vô luôn cả nhà ơi, bữa nay quá cỡ rồi. Quá cỡ thơ mộc rồi. Quá cỡ rồi. Trúng mánh nè. Đây nè cả nhà ơi, quá trúng mánh quá cỡ rồi. Đó, để xử lý hai cái lọp này rồi quay lại cân cái số gắn cho gia đình xem nha, quá sướng rồi. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cũng cân gắn nha cả nhà. Đó, giờ cũng móc vô sẵn luôn rồi cả nhà, tại có tay quay tay móc rồi cho nên hơi khó, móc vô sẵn rồi cả nhà. Đây nó hổng lên nè ngang cả nhà, đầu vô ngày hôm nay 4,8 kg luôn cả nhà ơi. Đó, tại nó hơi giật giật á, tại mình cần có con tay hen cả nhà. Rồi 4,8 kg luôn cả nhà ơi. Rồi 4,8 kg thì mình trừ cái túi lưới này 100g nha cả nhà, 100g á là còn 4,7 kg nha. Đầu vô ngày hôm nay trúng bất ngờ luôn cả nhà ơi, con nè thẳng thần cuộc đời không, ba con vỏ còn nhiêu hành không nha cả nhà. Vô nó đã quá sướng cuộc đời chưa. Rồi cả nhà ơi, cả nhà có xem qua cái đoạn video của kênh Săn Bắt á, mong cả nhà ủng hộ cho kênh nha, like và subscribe và ấn chuông để nhận cái video mới của kênh Săn Bắt Chỉnh Long nha cả nhà. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ nha. Rồi chào cả nhà luôn, hẹn cả nhà cái video mới nha.